người ta nói rằng giá trị của bản thân không phải những gì bạn biết, mà là bạn biết ai. Vì không ai thành công một mình. Quả thực, trong cuộc sống, sự phát triển và thành công của mỗi người không chỉ nhờ vào nỗ lực làm việc chăm chỉ đơn phương, mà còn nhờ vào kỹ năng xây dựng và khai thác mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Làm giàu từ kinh doanh xin chào các bạn. Hôm nay, Làm giàu từ kinh doanh xin chia sẻ đến các bạn một bí mật thành công trong kinh doanh. Đó chính là kỹ năng siêu cò, kỹ năng kết nối để thăng tiến trong sự nghiệp và cuộc sống. Judy Robinette, tác giả của cuốn Siêu cò, nằm trong top sách kinh doanh nên đọc, đã nói rằng trong kinh doanh, bất cứ giá trị lớn lao nào đều sẽ đến từ một ai đó mà bạn quen biết và tin tưởng. Nếu không có một mạng lưới quan hệ sâu và mạnh mẽ, thành công của bạn sẽ bị giới hạn. Tuy nhiên, điều gây tò mò là mạng lưới quan hệ sẽ ảnh hưởng đến thành công của bạn ra sao. Ngoài việc giúp bạn tìm kiếm việc làm, các mối quan hệ còn đem lại hạnh phúc, sức khỏe và ý tưởng mới. Muốn biết thêm chi tiết, hãy cùng Làm giàu từ kinh doanh tìm hiểu ở video này nhé. Lợi ích đầu tiên. Công việc thường đến từ những mối quan hệ quen biết. Hãy bắt đầu với một điều hiển nhiên nhất. Judy Robinette đã đề cập rằng cơ hội không từ trên trời rơi xuống, mà chúng đến từ những người mà bạn quen biết. Điều này là do, trong một nền kinh tế vẫn còn đang phục hồi, các công ty thường tuyển dụng nhân viên thông qua giới thiệu. Tờ New York Times đưa tin rằng các công ty như Ernst & Young rất chú trọng việc tuyển dụng dựa trên giới thiệu. Số liệu công bố rằng 45% các vị trí cấp cao tại các tập đoàn lớn chuyên về dịch vụ đến từ sự giới thiệu. Deloitte là một ví dụ khác cho việc coi trọng sự giới thiệu. Deloitte nhận được tổng cộng hơn 400.000 hồ sơ xin việc mỗi năm, nhưng nhân viên có giấy giới thiệu được nhận sự hướng dẫn từ một đội ngũ gồm 12 người. Lợi ích thứ hai, bạn sẽ được vui lây. Có nhiều nhóm bạn có thể tăng mức độ hạnh phúc của bạn lên. Theo một nghiên cứu bởi James Fowler tại Đại học California, San Diego và Nick Christakis của Trường Đại học E. Harvard. Trong một cuộc phỏng vấn, Fowler yêu cầu hãy tưởng tượng trong các dịp giao thiệp xã hội như trong một bữa tiệc chẳng hạn. Vài người ở một góc lặng lẽ nói chuyện riêng với một người khác, trong khi một người ở trung tâm sẽ nói chuyện với nhiều người cùng một lúc. Theo nghiên cứu, những người ở vị trí trung tâm có xu hướng hạnh phúc hơn, nhưng chỉ khi bạn bè của họ cũng đang hạnh phúc. Tại sao vậy? Bởi vì hạnh phúc và cảm xúc đều dễ lan truyền. Do đó, nếu có một nhóm bạn luôn phải vật lộn với chứng trầm cảm, sóng cảm xúc tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến bạn một cách dễ dàng, cũng giống như bệnh cúm lây lan vậy. Nhưng nếu họ đang cảm thấy phấn chấn, những rung động tích cực cũng sẽ lan tỏa đến với bạn. Lợi ích thứ ba, bạn cũng sẽ được khỏe lây. Fowler và Christakis đã nhận thấy rằng nụ cười không phải là thứ duy nhất lan truyền từ người này sang người khác, mà sức khỏe cũng vậy. Nghiên cứu của họ cho thấy rằng nếu người bạn thân nhất của bạn béo phì, thì bạn có đến 57% khả năng trở nên béo phì. Bỏ hút thuốc cũng là một trường hợp tương tự. Nếu một đồng nghiệp của bạn bỏ thuốc, bạn có khả năng bỏ hút thuốc lớn hơn 34%. Còn nếu bạn thân của bạn bỏ thuốc, tỷ lệ đó sẽ lên 36%. Và nếu chồng hoặc vợ của bạn bỏ, thì tỷ lệ bạn bỏ hút thuốc còn lớn hơn, nó sẽ lên đến 67%. Lợi ích thứ tư, lợi ích cuối cùng. Bạn sẽ học được những ý tưởng xuất sắc từ đồng nghiệp. Là trung tâm của một mạng lưới, không chỉ làm cho bạn hạnh phúc mà còn giúp bạn cởi mở hơn về cách tư duy. Activate Networks, một công ty tư vấn khoa học về mạng lưới được xây dựng dựa trên lý thuyết của Christakis, đưa ra một ví dụ hết sức thuyết phục. Trong một nghiên cứu, họ lập bản đồ mạng lưới quen biết của các kỹ sư trong một công ty hàng không vũ trụ. Activate nhận thấy rằng, sau một thời gian làm việc tại công ty, yếu tố dự đoán thành công chính xác nhất là số lượng và chất lượng của các mối quan hệ mà một người có được. Ví dụ, nếu một kỹ sư có mối quan hệ tốt với các bộ phận, từ cấp trên cho tới cấp dưới, người đó có nhiều khả năng thành công hơn, cũng giống như việc đăng ký bằng sáng chế hoặc đưa các sản phẩm ra thị trường. Có một mạng lưới rộng lớn sẽ giúp bạn thu thập thông tin phản hồi về ý tưởng của mình, có được những góc nhìn khác hơn so với của riêng bạn. Trên đây là những giá trị mà bạn sẽ nhận được khi sở hữu kỹ năng giao tiếp tuyệt vời. Để biết thêm những nghiên cứu của James Fowler và Nick Christakis và cách áp dụng kiến thức kết nối mạng lưới quan hệ xã hội, bạn có thể tìm đọc cuốn sách Siêu cò của tác giả Judy Robinette.
Nếu bạn nhận được nhiều giá trị từ video này, hãy chia sẻ với Làm Giàu Từ Kinh Doanh bằng cách bình luận ở bên dưới bạn nhé. Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh không khó, nhưng bạn cũng đừng nên xem nhẹ nó. Vì mỗi lời nói hay hành động của bạn đều đại diện cho uy tín của cả doanh nghiệp. Để đồng hành với sự thành công của bạn, Làm Giàu Từ Kinh Doanh xin giới thiệu đến bạn cuốn sách Siêu Cò của tác giả Judy Rubinet. Điểm đặc biệt của cuốn sách này đó chính là quy tắc 5-50-100. Quy tắc để trở thành người kết nối quyền năng mang đến cho bạn lộ trình rõ ràng trong việc thiết lập 155 mối quan hệ quan trọng nhất, giúp bạn thành công lâu dài trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Để tìm hiểu thêm về cuốn sách này, mọi người có thể tham khảo tại cửa hàng Happy Life trên Tiki, Shopee, Lazada hoặc trên website happy.live. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share, đừng quên đăng ký kênh Làm Giàu Từ Kinh Doanh. Ấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Làm Giàu Từ Kinh Doanh với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, marketing. Làm Giàu Từ Kinh Doanh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.